Trong lúc tập luyện, võ sư Tây Quân Taekwondo 19 tuổi bị đồng nghiệp va đầu gối vào vùng kín, phải đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn. Bệnh nhân được đưa tới phòng khám cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Văn Quang, trung tâm năm học cho biết bệnh nhân đến viện trong tình trạng đau tức nhiều, bầm tím vùng bìu, tinh hoàn. Trước đó, trong quá trình tập luyện, anh này bị đồng nghiệp đá vào vùng kín. Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy người bệnh bị đụng dập, tụ máu nhu mô cực dưới tinh hoàn dịch màng tinh hoàn trái. Bệnh nhân trẻ tuổi có chỉ định nhập viện, phẫu thuật lấy máu tụ và khâu lại tổ chức tinh hoàn dập nát. Sau 3 ngày điều trị nội trú, tình trạng của người bệnh đã ổn định, hết đau, được xuất viện. Anh sẽ khám lại chức năng tinh hoàn sau 1 đến 3 tháng. Các bác sĩ trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức cho hay, chấn thương bìu vỡ tinh hoàn là tai nạn thường gặp khi chơi thể thao, đặc biệt là các môn thể thao đối kháng như đấu võ, bóng đá. Nhiều trường hợp chỉ hoãn điều trị khi gặp chấn thương tinh hoàn dẫn đến vùng biểu bị nhiễm trùng sơ dính, tạo khối áp xe bên trong vùng chấn thương, nặng nề hơn bệnh nhân có nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn. Chia sẻ về chấn thương trong thể dục thể thao, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Duy Nam, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết nguy cơ chấn thương thể thao là hoàn toàn có thể xảy ra đối với những người đam mê vận động. Mức độ tổn thương có thể nặng nhẹ khác nhau. Điều đáng lo là nhiều người chơi thể thao hoặc vận động viên gặp chấn thương nhưng không điều trị đúng cách, hậu quả dẫn đến biến chứng khó lường. Những cái nguyên nhân đó là những cái va chạm trực tiếp, ta thì phải kể đến một số nguyên nhân khác. Không được khởi động kỹ lưỡng trước khi vào tập luyện dễ dẫn tới là bong gân hoặc là co rút cơ. Nguyên nhân tiếp theo đó là khi mà tham gia thể thao nhưng mà cái sức khỏe điều kiện sức khỏe này chưa được tốt mới ốm dậy cũng chơi thể thao và nguyên nhân thứ ba nữa đó là thi đấu hoặc là tập luyện thể thao trong cái điều kiện thời tiết nó không phù hợp nguyên nhân thứ tư là anh nhiệt tình quá anh tham gia tập luyện trong một khoảng thời gian quá dài hoàn toàn là phản khoa học đấy là một cái mà tập luyện sai cách chúng ta nên đến cơ sở y tế để thăm khám khi mà gặp phải một trong những triệu chứng sau thứ nhất đó là đau nhức ở những cái khớp đó. thứ hai là nghe thấy những cái tiếng lục khục bất thường và đặc biệt là khi chuyển động gây đau thứ ba là hạn chế vận động của thứ tư là phải đến viện ngay trong những trường hợp mà có va chạm trực tiếp mà gây mất vận động hoặc là biến dạng chân tay rồi thì đòi hỏi phải đến viện ngay Việc đầu tiên là nên bất động đó, để không làm nặng lên cái tổn thương Thứ hai đó là trường lạnh ờ, Việc thứ ba là nếu tổn thương đó mà có thể gây chảy máu hoặc là gây xây xước thì mình bắt buộc phải là băng, băng lại vết thương vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có đầy đủ phương tiện để mình kiểm tra xác định uh, cái tổn thương cụ thể làm sao và tùy mức độ mình bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị tiếp theo. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới khi chơi những môn thể thao như bóng đá, bóng truyền, bóng bầu dục, cầu lông cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ dương vật tránh chấn thương. Khi bị chấn thương hoặc có các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở chuyên khoa uy tín để khám và điều trị kịp thời, không nên chần chừ hoặc tự điều trị.